Hòa chung không khí đón mừng xuân Quý Tỵ, cộng đồng người Việt tại thành phố Vladivostok vừa tổ chức buổi họp mặt cho bà con đang làm ăn sinh sống tại đây. Tuy không có bánh chưng, giò chả nhưng buổi gặp diễn ra trong bầu không khí ấm cúng với những lời ca, các bài thơ về tình yêu, các vùng miền quê hương. Được hình thành từ cuối những năm 80, cộng đồng nơi đây có khoảng trên dưới 3.000 người, chủ yếu kinh doanh tại các chợ, các trung tâm thương mại và làm nghề xây dựng.